trận đấu giữa câu lạc bộ Inter Milan và Arsenal sẽ diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 7 tháng 11 thuộc lượt trận thứ tư UEFA Champions League mùa giải 2024-2025. Trận đấu này được giới chuyên môn đánh giá ở mức cân bằng, khả năng trận đấu này kết thúc mà bất phân thắng bại là rất cao. Bất lực ngồi ngoài gần 2 tháng vì chấn thương mắt cá chân, Maren Odegaard được cho là có cơ hội trở lại đội hình Arsenal trong chuyến làm khách đến sân của Newcastle. Nhưng Mikko Ateta lại không thể có sự phục vụ của đội trưởng và cũng là cầu thủ sáng tạo chính sự vắng mặt của cầu thủ người Na Uy không ảnh hưởng nhiều đến một số trận đấu trong vài tuần qua, nhưng Arsenal đã rất cần sự sáng tạo của anh tại siêu tầm James Park, nơi cú đánh đầu mạnh mẽ của Alexander Isak cùng đường truyền chính xác của Anthony Gordon đã tạo nên sự khác biệt. Khi cả Bukayo Saka lẫn Gabriel Martinelli đều không thể vượt qua được đối thủ là những hậu vệ biên đầy tốc độ là Tino Livramento và Lewis Horn, Arsenal đã thể hiện một màn trình diễn vô cùng yếu kém, khiến họ không thể tìm được bàn gỡ trước Newcastle. Với thất bại không một tại siêu tầm James Park, khiến pháo thủ đã tụt xuống vị trí thứ 5 ở ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Liverpool 7 điểm. Đang chịu chuỗi 3 trận không thắng đáng tiếc tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh, Arsenal còn bị chấn động bởi tin tức giám đốc thể thao Edu sắp rời câu lạc bộ. Ateta chuẩn bị tạm biệt một trong những đồng minh thân thiết nhất của mình vào thời điểm mà ông cần họ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chiến thắng không mấy thuyết phục một không trước Sakta Donetsk ở vòng đấu thứ ba của Champions League đã giúp câu lạc bộ Arsenal có được 7 điểm sau 3 trận mở màn của mùa giải 2024-2025 một thành tích đáng để giúp họ đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng 36 đội và Arsenal vẫn chưa để thủng lưới bàn nào ở cúp châu Âu mùa giải này. Trước khi đánh bại câu lạc bộ Shakhtar Donetsk với tỷ số tối thiểu, Arsenal cũng đánh bại câu lạc bộ Paris Saint-Germain 2-0 trên sân nhà và hòa không, không trên sân của Atalanta ở lượt trận đầu tiên. Ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League mùa này, Arsenal làm khách trên sân của Inter Milan. Nhận định trận đấu giữa Inter Milan và Arsenal ở mức cân bằng, khả năng trận đấu này kết thúc mà bất phân thắng bại là rất cao. Giống như Arsenal, Inter Milan cũng chưa phải nhận bàn thua nào sau 3 trận. Hàng phòng ngự xuất sắc dưới thời Inzaghi đã cầm hòa Man City với tỷ số không bàn thắng trong trận mở màn. Sau đó là hai chiến thắng 4, không trước Resta Belgrade và sít sao 1 không trước đại diện bóng đá Thụy Sĩ là câu lạc bộ Young Boys. Nerazzurri hiện đang hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải đấu. Dù cũng có 7 điểm sau 3 trận như Arsenal, nhưng với hiệu số tốt hơn, họ đang xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, vị trí mà nếu có thể bảo vệ thành công, họ sẽ có vé trực tiếp vào vòng 1-8. Đội bóng thành Milan cũng vừa có một trận đấu khó khăn vào cuối tuần. Họ chỉ thắng Veneria đang có nguy cơ xuống hạng nhờ pha đánh đầu của Lautaro Martinez. Thậm chí ở những phút bù giờ cuối cùng, Marin Svecco đã cân bằng tỷ số một đều, nhưng pha lập công không được công nhận vì lỗi để bóng chạm tay. Nhờ sự chật chân của Napoli trước Atalanta, Inter hiện chỉ còn kém đội đầu bảng của Antonio Conte một điểm trên bảng xếp hạng Serie A. Họ đã giành chiến thắng ở 7 trong 8 trận gần nhất trên mọi giải đấu ngoại trừ trận hóa bốn đều đầy kịch tính với Juventus. Nếu đánh bại được Arsenal, Inter sẽ giữ sạch lưới bốn trận liên tiếp tại Champions League CUP châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Nhưng gã khổng lồ nước Ý đã từng bị pháo thủ của arsenal Wenger xé nát trong trận thua thảm 1-4 ở Milan tại vòng bảng 2003-2004, mặc dù sau khi pháo thủ đã phải chịu thất bại 0-3 trên sân Highbury. Hiện đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình hồi phục chấn thương mất cá chân, Odegaard được cho là đang nhắm đến mục tiêu trở lại thi đấu tại San Siro mặc dù Ateta không cam kết về cơ hội của anh khi được hỏi sau trận thua trước Newcastle. Pháo thủ chắc chắn sẽ vắng mặt hậu vệ Takehiro Tomiyasu, Kieran Tierney và Ricardo Calafiori trong chuyến đi tới Milan, nhưng Ben White và Gabriel Magalhães đều đã gạt bỏ nỗi lo của mình để góp mặt vào cuối tuần. White chỉ được cân nhắc vào sân từ băng ghế dự bị nhưng chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá cho trận đấu tại Italia, khi đó Thomas Partey trở lại hàng tiền vệ, có khả năng thay thế Leandro Trossard câu lạc bộ Inter Milan cũng phải chịu nỗi lo về chấn thương ở hàng phòng ngự trong trận đấu với Veneria, khi Alessandro Bastoni phải rời sân khi trận đấu chỉ còn 20 phút, mặc dù cầu thủ người Ý này được cho là chỉ bị chuột rút và có thể sẽ ra sân. Do đó, cầu thủ duy nhất vắng mặt của Inzaghi có thể là Carlos Augusto, hậu vệ trái người Brazil này dự kiến sẽ phải ngồi ngoài thêm khoảng 2 tuần. Arsenal và Inter Milan đều được đánh giá cao ở mùa giải năm nay. Đội bóng thành Milan có lợi thế sân nhà, nhưng pháo thủ luôn rất khó chịu mỗi khi làm khách ở champions league rất khó để đánh giá ở cặp đấu này đội bóng nào được đánh giá cao hơn vì vậy có lẽ hai đội đều sẽ hài lòng với một điểm trong chuyến làm khách mới nhất đến italia arsenal đã hòa không đều trên sân của atalanta bây giờ khi làm khách trên sân của inter milan pháo thủ sẽ tiếp tục chọn cách chơi chắc chắn trong khi đội chủ nhà cũng khó có thể chơi tấn công dồn dập tìm bàn thắng sẽ là một thế trận rình dập vì vậy khó có cơ hội chờ đợi một trận cầu nhiều bàn thắng